Cô có thăm hỏi nạn nhân không cô? Có. Có hả? Cô đã từng đi. Cô đã sao cô không đưa cái mấy cái tin nhắn ấy ra cho luật sư cô? Tại vì cô nghĩ con có lỗi của nó rồi, cô câm cô nín cô chịu hết. Cô không bao giờ mà cô muốn nói bất cứ một cái lời gì hết. Em nói mày thôi. Mày nói.